Tuy chỉ được gọi mộc mạc với tên là công trình phụ, nhưng nhà vệ sinh chiếm vị trí quan trọng, là chức năng không thể thiếu với mỗi ngôi nhà. Vậy trong nhà ta nên đặt công năng tại đâu để tối ưu nhất về phong thủy, thưa thầy ạ? Thì trước khi tôi trả lời câu hỏi là đặt ở đâu, thì chúng ta cần quan điểm, chúng ta cần phải tìm hiểu qua những cái phương vị tránh cần đặt công năng này. Xét về phần công năng, nhà vệ sinh là nơi đại diện cho thủy khí mà lại là uế thủy. Khi mà điều kiện vệ sinh ở đây không được đảm bảo thì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh khuẩn. Và trong phong thủy, đây là một trong những cái cung vị rất là xấu. Chính vì là công năng xấu nên chúng ta sẽ cần phải tránh đặt ở những nơi mà cần kích hoạt những dương khí hoặc là những cường trường khí tốt. Ví dụ là nhà vệ sinh thì sẽ không được đặt ở trung cung, không được đặt ở cung càn phía tây bắc, không được đặt ở cung bản mệnh tài vị văn xương. Và chúng ta cũng tránh các cái cách cục đối diện chung với cả cửa của gian bếp, phòng ngủ hay là ban thờ. Và chúng ta cũng không nên đặt trên phòng ngủ, đặt trên bếp, đặt trên ban thờ. Và chúng ta cũng cần phải tránh thế phạm tam kiến môn. Tôi vừa mới điểm qua một vài thế phạm thôi, còn các bạn có thể xem ở trên kênh YouTube Master Phùng Phương, tôi đã có nói rất là kỹ về các thế phạm của nhà vệ sinh rồi. Vậy thì như thế nào là một vị trí chuẩn để mà đặt nhà vệ sinh? Yếu tố thứ nhất là nhà vệ sinh nên đặt tại phương vị xấu. Phong thủy của nhà vệ sinh thì muốn tốt không nên đặt ở cát vị. Bởi vì công năng này như tôi biết là nơi rất là uế khí và tạp khí. Như vậy thì chúng ta đặt tại những phương vị cát lợi sẽ tác động bất lợi cho toàn bộ cách cục phong thủy nhà của chúng ta, đúng không ạ? Nếu mà theo bát trạch, tính theo hướng hợp tuổi thì các bạn có thể đặt ở lục sát họa hại ngũ quỷ hay là tuyệt mệnh. Nhưng mà đó chỉ là những cái phương pháp cơ bản thôi. Còn chuyên sâu hơn, các bạn có thể liên hệ với những người phong thủy sư uy tín để mà có được những cái lý giải cụ thể nhất. Và thứ hai, xét theo công năng sử dụng thì chúng ta nên đặt vệ sinh ở những nơi mà kín đáo. Nếu bỏ qua các yếu tố về phong thủy thì tôi khuyên các bạn là nhà vệ sinh các bạn sẽ cần phải đặt ở những nơi tránh đặt liền sát hoặc là nó bị trực xung với cả cửa chính. Ngay cả việc của chúng ta mở cửa chính ra nhìn được vào khu vệ sinh thì cũng là những điều bất lợi về thẩm mỹ. Còn đối với cả phong thủy thì đây sẽ là một trong những cái thế phạm, nó sẽ tạo nên những cái uế khí làm cho cái cửa của bất kỳ vị trí nào, dù là cửa chính, cửa phòng hay là cửa hậu mà có nhìn thấy nhà vệ sinh đều sẽ tạo ra những bất lợi trong trường khí. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Phương ạ.